Chưa từng thấy một đòn bất xe nào lại thâm độc mà kín kẽ tới như vậy. Kể cả một đại cao thủ cũng khó mà phát hiện. Hãy cùng xem sự tổ chức rất công phu, lão luyện mà một cao nhân đã sắp đặt ở trong cuộc cờ hấp dẫn này. Lần gặp giữa Triệu Kim Thành và Lục Vĩ Thao, giải kiếm Lộc Bôi năm 2016. Trong cuộc thì Triệu cầm tiên, bưng 7 tấn 1. Lục chốt đề pháo, Triệu hữu pháo nhập trung lộ. Rồi tới đây Lục tưởng 3 tấn 5, Triệu sĩ 6 bổ lên ngay. Lục mã 8 tấn 7, Triệu đưa ngựa phát triển như bình thường. Lục Vĩ Thao bưng 7 tấn 1, Triệu lộ diện được trừ xe. Lục lấy xe bình 8 giữ căn. Giờ Triệu đã dâng xe lên hạ để ngăn cản nước cờ tiến pháo qua phong tỏa của đối thủ. Tới đây Lục Vĩ Thao pháo 3 thoái 1. Nước cờ bất ngờ, thậm chí có phần nào lạ lùng. Tức là thay vì phát triển cánh phải bằng việc xe vào mã xuất động, nước cờ rời pháo của Lục Vĩ Thao để làm gì? Hay là về lâu dài, pháo có thể tùy nghi điều động sang cánh bên kia? Hay là việc mã 2 có thể chọn lựa, hoặc là phi thành quả giáp, hoặc là nhảy lên chính diện, rời xe mới xuất động sau? Triệu Kim Thành mã 8 tiến 7, xem như là một việc thăm dò. Lục Vĩ Thao trả lời mã 2 tuần 3. Tới đây Triệu mã 7 tiến 8 để ngăn chặn. Nước cờ lấy C1 bệnh 2 của Lục hẳn nhiên không thể nào làm. Nhưng tới đây Lục vẫn chưa cần phải xuất xe vội, ưu tiên pháo 8 tả ra đường biên mời đổi. Triệu không đổi mà giữ lại chiến xe mạnh, bệnh vào quá cung. Giờ Lục Vĩ Thao xe 8 dâng lên hà. Càng đánh thì Lục Vĩ Thao tỏ ra cách dàn trận chẳng hề giống ai cả. Cũng là thông xe, nhưng tại vì sao lại đưa xe lên sau lưng chốt như vậy? Làm sao để có thể thông suốt sang mặt bên kia? Triệu Kim Thành lấy pháo 5 bệnh 6 ngay. Lục Vĩ Thao pháo 3 bệnh 7 để chờ đợi. Giờ Triệu tường 7 tấn 5 và Lục Vĩ Thao mã 7 tiến 6 để truy kích. Tới đây xem như bức màn chiến trận thực sự đã được vén lên, và cũng là câu trả lời bắt đầu đã thấy một cách mờ nhạt tại vì sao Lục Vĩ Thao vẫn cố chấp lấy pháo 3 bệnh ra lộ 7 để ngấm ngầm gây sức ép về trục bao của Triệu. Khi mà Triệu đã rời hình chuyển thành quả cung pháo trần, giờ tưởng đã gác lên, không có cách nào mà xuyên phá cả. Và chưa kể nữ xe 8 tuần hạ ở trước cũng khó hiểu vô cùng. Tới đây mã 3 xe, cho nên Triệu lấy xe 6 bệnh ra đường 4 ngay. Lục Vĩ Thao trả lời bưng 7 tuần 1 phế lại để lấy xe này giữ căn. Sau khi Triệu dùng chốt này thủ tiêu, còn nếu như chuyển lấy xe này bệnh sang thì không ổn, phò 9 cũng có thể bệnh 7 kê đuổi. Còn tới đây Lục thay đổi phò 9 bệnh sườn đuổi được xe. Xe của Triệu cũng chỉ còn đúng một cửa thoát, bệnh vào trung lộ. Giờ Lục Vĩ Thao phò 6 bệnh 7, một cách địa pháo cơ bản để có thể đe vào tường 3, tiến công khi nào thời cơ chín muồi. Nhưng việc này để nói về trận địa của Triệu Kim Thành còn chưa mấy nguy hiểm, cho nên Triệu cứ để mặc vậy, bình biên tấn 1. Rồi Lục Vĩ Thao C4 bổ lên. Triệu xe 9 dâng 3 trường, chuẩn bị cho việc thông suốt chủ lực của mình. Cho nên để ngăn chặn, Lục nhanh chân điều xe hoành sửa ngay. Triệu dùng mã 8 tấn 7 đạp lấy chốt, triển khai theo hướng còn lại. Và Lục Vĩ Thao lấy C4 bệnh 2 đánh bắt trả, cũng thay đổi đầy linh hoạt. Chắc chắn phò 8 của Triệu đành phải bệnh vào lộ 7, xem như là một đường cờ có sự chuẩn bị. Giờ Lục xe 2 tấn lên cửa hạ, Triệu tới đây lấy xe 9 bệnh 7 ngay. Chuẩn bị chẳng gì khác là bưng 7 có thể tiến 1 đuổi bất vỏ xe, đưa thêm một chốt qua hạ để uy lực. Biết vậy nhưng Lục Vĩ Thao cũng tỏ ra để ngoan cường, không phải là phòng thủ một cách bị động, mà xe 8 dòng 3 nước ngay, chuẩn bị cho một tuyệt chiêu gần như là 2 năm gió 10. Dùng pháo này đắc thẳng vào mã, lợi quân. Cho nên về phía của Triệu tìm ra một cách giải đơn giản là chỉ cần lấy thưởng 5 thoát đi, nhân tiện cả đôi địa pháo tác dụng đầy uy lực, vừa có thể giữ ngựa vừa đang trực tiếp bắt lấy xe. Còn không thể nào là cách khác là dùng mã 3 phóng đi. Tốt rằng pháo có thể bắt xe, nhưng tại vì pháo của Lục chỉ cần chém tưởng trở thành là một sát cục kinh điển, cho nên đó cũng là lý do thủ đoạn lấy thưởng 5 rời về đường 7. Xem như Triệu đã chuẩn bị từ trước. Nhưng tới đây khó mà có thể ngờ Lục Vĩ Thao cứ bỏ mặc vậy, dùng pháo này để tiêu diệt mã trước, hoàn toàn phớt lờ đòn đánh cố thủ của Triệu Kim Thành. Vậy thì như hình cờ thực chiến, sau khi Triệu tới đây dùng pháo này bắt được xe, Lục Vĩ Thao sẽ làm cách nào? Tới đây là một thủ đoạn vô cùng xuất sắc của tướng đầu trọc, dùng pháo 7 rời về một nước. Đây chính là một đòn cờ rất độc địa đã được đề cập ngay từ ban đầu. Khó có thể tin chỉ cần một pháo nhưng lại bắt được một xe của Triệu.
chẳng gì khác, triệu đất tự mình đưa chân vào hiểm cảnh. Khi tới đây, quân xe đường 7 đã hết cửa chạy, đòn chốt vừa xong còn chưa thành thì đã tắc tử. Tại vì giả thử binh 7 tấn 1 cũng buồn mạng, khi mà Lục Vĩ Thao chỉ cần pháo 7, bệnh 3 bắt lại xe. Nhưng không thể nào xem việc chốt này tiêu diệt lại chủ lực là đòn cờ mới đổi, khi mà Lục Vĩ Thao chỉ cần lấy pháo này chém tưởng trở thành sát chiêu. Cho nên đỡ kiểu gì thì một chiến xe đứng ngay đường 7 chiều Kim Thành cũng đành phải bỏ mạng. Việc binh 7 qua hà chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Tới đây hồi chiều dùng chốt 3 tấn 1 chấp nhận phế bỏ lại cho đối phương. Nhưng không cần phải ra tay vội, quân xe đường 7 đằng nào cũng ra đi. Quân đại của Lục lấy tiểu 5 tấn 7 để thủ tiêu. Chiều Kim Thành sau đòn cờ phế chốt lại dùng pháo 2 dâng 3 trường để giam cầm. Một nước cờ kiềm chế xem như là kinh điển để có thể phát huy tác dụng của pháo, nhằm cho việc cả tường, cả mã lẫn xe của Lục không thể nào đi được. Đầu tiên, Lục Vĩ Thao dùng pháo 7, 73 để tiêu diệt. Pháo này đe tưởng rất cục, cho nên tưởng 3, tấn 5 đều hóa giải. Giờ tiếp tục lại dùng xe này dâng lên ngay mời đổi, tức là mời đổi mã của mình lấy pháo đối thủ. Nhưng ở chiều chẳng còn cách nào, mặc dù đã biết lép một cách thê thảm khi quân chủ lực đã bị tiêu diệt. Tới đây dùng mã 6 tiến 7, nếu như chiều không ra tay, tất rằng cả pháo lẫn xe chiều lại đồng lúc ra đi. Cho nên bắt buộc rằng dùng pháo này thủ tiêu không còn cách khác. Và Lục dùng xe này bắt gọn gàng, mã quay đầu về đuổi xe, nhưng bỏ mặc mà pháo này vọt sang chốt ngay. Nước cờ của Lục Vĩ Thao tỏ ra rất cao cường, chiều Kim Thành chỉ có thể phòng thủ một cách bị động, phế luôn cả xe còn lại, nhưng chuẩn bị pháo chín cắm thẳng lên trở thành sát cục, cho nên không thể nào, lại phải rời xi về. Và Lục Vĩ Thao lấy xe 3 quay đầu, chiều tới đây xi 4 tấn 5, rồi Lục tường 7 cũng bổ lên củng cố trận địa. Và chiều dùng mã 6 tiến 5 chém chốt để có thể kích đổi, hồng hy vọng là cầu hòa. Nhưng rất mong manh, Lục Vĩ Thao mã 3 tấn lên vội. Sau khi chiều đưa ngựa quay đầu, Lục lại điều xe vào, rồi lại tiếp tục dùng chốt này tiến 1, tức là tìm cách để lợi tưởng. Lục Vĩ Thao chấp nhận cái giá này, pháo có thể vọt sang, tưởng chỉ cần quay về bắt pháo ngay. Pháo quay đầu tháo chạy, rồi pháo 9 chồng đáy ngay tức khắc, chuẩn bị là dùng pháo 7 cắm một mảnh rất cổ. Cho nên chiều lấy xe này tạt đường biên đánh đuổi, pháo đưa vào lại đuổi tiếp, nhưng pháo không cần chạy, mà Lục Vĩ Thao chỉ cần lấy xe này thoái một để diệt mã. Bất buộc là chiều phải dùng xe này chém lại pháo của mình. Rồi đơn giản nhất để tước bỏ đi mọi hy vọng của đối phương, Lục Vĩ Thao xi 5 tấn lên, chuẩn bị cho việc gì? Pháo 7, bệnh 5 chính là câu trả lời. Bệnh 5 chắc chắn là bị bắt gọn, thua cả quân lẫn thế trận, chiều không có cách nào mở đỡ được, đành ngay tại đây ký biên bản nhận thua. Xuất phát cũng chỉ vì một đòn đánh quá cao của Lục Vĩ Thao, tức là kế hoạch vây bắt ngay đường xe 7. Khá tài tình sau khi thấy chiều thỏ xe vào giữa, phía trên là chốt, phía dưới là pháo, nhưng Lục phải rất kín kẽ dàn dựng một cách công phu, cuối cùng thu về thắng lợi, quả thật là vạn lần phải bái phục. Còn trận cờ hay tiếp theo giữa Phật Sơn Kỳ Vương Thái Hữu Quảng và yêu ma Tào Nham Lỗi, trong cuộc Thái Cẩn Tiên pháo phải nhập trung, tào mã 8 tấn 7. Đây là một cuộc cờ với sát chiêu tuyệt độc và cách khai trận cũng đầy hấp dẫn. Thái quyết định binh 3 tấn 1 ngay từ đầu. Tào thấy vậy, không phải lấy xe bình 8 hay là dùng chốt này đối trận, hoặc là mã 2 tấn 3, mà quyết định là xe 9 khởi hoành ngay. Thái Hữu Quảng đưa ngựa phát triển lên, Tào lại một nước cờ bổ tường, Thái lại dùng mã 8 tấn 7 bất động xe phải, Tào pháo 8 dâng qua ngay để đe dọa, tức là câu chuyện khử chốt rồi rời hình, ngăn cản nước cờ lấy xe 1 bệnh 2 cho quân của mình. Cho nên Thái lập tức binh 7 tiến 1 lưỡng đầu xả, và là cơ hội Tào có thể dốc chân lên bỏ trước rồi đoạt sau. Rất có lời với nước cờ khởi hoành xe ở trước, chẳng há phải tới đây, mặc dù là cầm hầu nhưng hiệu suất đi quân của Tào lại rất cao. Thấy vậy, Thái Hữu Quảng lấy xe 1 bệnh 2 đánh đuổi, Tào chỉ cần nhanh chân vào 8 bệnh 7, vừa trốn chạy vừa nhân tiện mà giam cầm được xe. Tại vì xe này vượt tiến, tất rằng tưởng 3 mất mạng, cho nên không thể nào làm. Thái dùng mã 7 tiến 6 trước để mặc cho đối phương có chốt này tấn 1. Nhưng việc mã 6 có thể tiến 4 để nhằm chí tử vào pháo chống 7, chắc chắn là việc phong tỏa Tào không thể nào duy trì. Nhưng yêu ma chính là biệt hiệu mà cả kỳ đàn đã phong tặng cho anh.
Tới đây Tào lại một lần nữa xuất chiêu chẳng hề giống ai cả. Binh 7, tấn 1. Mới chỉ có vài nước dàn trận cơ bản, cụ thể mỗi bên đi được có 7 nước cờ. Nhưng thế trận trước mắt lại diễn ra một cục diện giằng co, hấp dẫn không thể nào tả. Tứ binh tương kiến, bốn chốt giáp mặt nhau ngay cửa sông. Và hẳn nhiên, việc Tào thấy luôn cả binh còn lại, Thái sẽ là người tùy nghi để lựa chọn. Hoặc là gì, dùng chốt này thủ tiêu vượt qua hả? Nhưng đổi lại, Tào cũng có chốt tương ứng để vừa sông, đuổi mã ngay. Thái không còn cách nào dùng mã 6 tiến 5 đạp binh, mã 7 chỉ cần tiêu diệt, pháo có thể cuột lên được. Nhưng si 4 chỉ cần bổ, pháo này qua hả, nhưng tạm thời chưa tìm được thế tiến công, tại vì quân lực theo sau địa hiểm trở còn rất hàn hữu. Đặc biệt rằng, hàng tuyến phòng ngự của Thái Hữu Quảng đành phải tường 7 tấn 5 thì mới có thể chắc chắn được. Việc của Tào lấy xe 9, binh 7 vẫn là hiệu suất đi quân cao hơn rất nhiều, nhân tiện là nhòm chốt, và hỗ trợ pháo 7 có thể gây sức ép triệt để vào mã còn lại. Và việc dùng mã 2 có thể phi thành quả giáp hoặc là tiến thẳng đường 3, thì chắc chắn việc Tào có thể nhân tiện mà phát triển quân, còn Thái lại vất vả dùng pháo 5 quay đầu về. Cho nên Tào lấy C1 để xuất động cho nước cờ tiếp theo nữa. Chắc chắn cuộc cờ của anh hai cánh trái phải để chiếm ưu một cách vượt trội. Đó cũng là lý do mà vượt chốt này lên thì không hề có lợi. Trong thực chiến, Thái trầm ngâm một lúc rất lâu, dùng binh 7 tấn 1. Và Tào tất nhiên là binh còn lại, binh 7 vượt lên ngay. Thái tới đây đưa mã 3 rời về trung lộ, rồi Tào lấy C9 bình quả cung đánh đuổi. Thái đã chuẩn bị trước mã 5 tiến 7 để giao thoa. Tới đây Tào lấy pháo 2 kê vào, chuẩn bị cho một đòn cờ tiêu diệt nhằm có thể lấy đi thế liên hoàn của đối thủ. Đơn giản nhất sẽ là gì, lấy pháo này diệt mã trước, rồi ngựa quay về, thì hoặc là C4 bình ra đường 3 nhòm chốt đánh tử mã, hoặc là C4 có thể dâng lên ngay hàng binh, giờ phục giữa thủ đoạn C4 có thể bình 3 ém mã và nhòm binh thì cũng được. Bởi vậy, để tránh đi cảnh bất lợi, Thái đầu tiên pháo 5 rời hình đánh đuổi, xe của Tào rút chạy vào lộ bên kia, rồi tiếp tục lấy chốt này lệch đi một nước cờ, ngăn cả đối phương tiêu diệt. Nhưng bù lại, Tào lại tung ra một nước cờ cực độ, pháo 3 tấn thẳng, hai pháo qua hà, để chuẩn bị mã 2 có thể phát triển nhảy vào chính diện mà chẳng còn lo ngại. Và cũng như đội mã của Thái Hữu Quảng tới đây đã bị giam cầm, quyết định của Hòa Thái là binh 6 tấn 1, Tào mã 7 tiến 6 để kích đổi. Không đổi thì không còn cách nào. Một lợi ích duy nhất mà Thái Hữu Quảng đã chấp nhận mất đi rất nhiều tiên cờ qua hà tới đây lại bị tiêu diệt, thật là không cam tâm. Cho nên dùng mã 6 tiến 4 và Tào dùng C6 tấn diệt. Rồi Thái Hữu Quảng C2 tiến lên để nhòm binh trung lộ, chuẩn bị có thể đục thẳng vào, phòng ngự và tấn công đều rất hiệu quả. Tào mã 2 tấn 3. Nước cờ phát triển không ai có thể dự liệu trước, tại vì làm ra chuyện này chẳng khác nào cổ võ cho đối phương cả. Khi Thái chỉ cần cho 6 bình ra đường 7, chẳng hãm phải ngựa lại phải vất vả quay đầu hay là nhập cung, rồi cuối cùng binh lộ 5 cũng sẽ bị bắt gọn. Nhưng Tào là ai? Tới đây lại một lần nữa gây sốc cho cả khán giả lẫn đối thủ. Lấy C6 bình 3, phế luôn cả ngựa. Thái đau đầu, dùng chốt này tấn 1, ủi chết mã. Tào trả lời, dùng pháo quay về để tiêu diệt. Một mã đổi một binh, không hề hợp với kỳ lý chút nào. Nhưng đổi lại đang còn tập trung để gây sức ép vào thế tam tử, Thái Hữu Quảng đang tự mình chen chúc lấy nhau. Hoặc là còn hai cách để Thái có thể giải quyết việc này. Mã 7 nhảy ra ngoài hoặc là phóng vào trong. Nếu như cách thứ nhất, mã 7 tiến 8 thì sao? Quá đơn giản để Tào có thể chiếm về phần đại ưu khi mà chỉ cần lấy C3 tấn 1. Quân ngựa này không còn có cửa nào để phát triển lên tuyến trên cả, toàn là cửa tử, đành phải mã 8 quay đầu, giờ chính thức mất mạng, tức là quân tường 7. Pháo này ra tay ngay, C6 bổ lên, tức khắc lấy C1 bình 2 để lộ diện. Còn một đoạn rất dài, thậm chí là gần tới tàn cuộc thì quân xe này của Tào mới xuất động, nhưng hiệu suất lại rất cao. Thái Hữu Quảng chỉ còn biết cách co cụm mà phòng thủ. Lấy xe bình 8, Tào chỉ cần dâng xe lên và nhốt chặt, không thể nào vùng vẫy được. Tưởng ba cho dù có tiến 5 cũng không thể nào gọi đây là đòn chốc đôi hay là chốc ba, tức là quân tường này hoặc là diệt chốt, hoặc là bắt xe, hoặc là bắt pháo đều sẽ bị pháo 7 cắm lên sất cổ. Còn nếu như để nguyên vậy, xe này tiêu diệt vào chốt cũng thất trận trở về. Xe 3 dâng hai nước, thiệt hại phải nói là vô số kể.
không còn cách nào mà Thái có thể đứng dậy sau một cú oanh tạc như trời giáng của Tào. Cho nên, việc Mã Bảy phóng ra đường 8 chắc chắn là tai họa. Chỉ còn cách thứ hai, Thái dùng Mã Bảy tiến 6 ngay. Nhưng có vẻ Tào đã chuẩn bị từ trước, lấy C1 bằng 2 để đánh đuổi. Hoặc là gì trong hình cờ này, Thái trước khi tìm cách để giữ pháo hay là tháo chạy, chủ động dùng mã 6 tiến 5 chém chốt, bắt được cả đôi. Có thể nào làm tiêu tan đi thế công của Tào, tức là ít nhất xe này chạy rồi đổi được pháo của Tào hay chăng? Thực ra cũng chẳng hề có ý nghĩa gì, chỉ là thứ tử trước sau và thế công của Tào vẫn vậy. Hoàn cảnh bi đát của Thái Hữu Quảng cũng chẳng thay đổi gì. Pháo này đoạt tường, sĩ 6 bổ lên, rồi lấy xe 3 quay đầu. Cả mã lẫn xe chết dí như trời trồng. Và nhân tiện, pháo đường 8 cũng rơi vào hiểm cảnh. Hoặc là lấy xe bình 8, hoặc là dâng xe này lên, hoặc là pháo này trốn chạy. Không thể nào mà Thái Hữu Quảng có thể tiếp tục với một thế trận đã hoàn toàn nát tan. Cho nên cũng là lý do, lựa chọn tốt nhất của Thái lấy xe này bình 8 ngay. Và Tào chỉ cần dâng xe này lên kỵ hạ. Quân lực thì rõ đông nhưng hỗn loạn. Chưa kể vợ xe lẫn pháo trên đường 8 này, Thái Hữu Quảng đã bị giam cầm, chứ sao cũng to mạng. Cho nên chấp nhận để cho đối phương vây hãm vậy, nhân tiện bỏ lại mã. Mà Thái tường 7 đã tấn 5 giải vây. Nước cờ dùng pháo này đoạt tường, Tào chắc chắn không thể làm. Tới đây còn chuẩn bị cho việc mã 6 có thể tấn 5 đạp chốt, hay là xe này đục thẳng vào. Quyết định của Tào dùng pháo 3 bệnh 2 bắt gọn gàng. Chuẩn bị sẽ là đòn cờ lấy xe này diệt mã, hoặc là dùng pháo này bắt thẳng lên, quân nào ra tay cũng được cả. Thái dùng mã 6 tiến 5 đạp bênh bắt lại xe. Xe của Tào vừa trốn chạy bệnh ra một nước đuổi lại pháo. Pháo này tháo chạy rồi tiếp tục dùng pháo này quật lên ra tay, không thể nào để lỡ cơ hội. Tức là câu chuyện dùng một mã của mình, Tào đổi một chốt của đối phương, xem như là thủ đoạn bỏ trước đoạt sau. Đúng không hổ danh là bậc thầy khí tử đại sư. Tới đây những đường cờ phế quân của Tào không ai có thể dự liệu trước cả. Ở trong cuộc này cũng vậy. Tiếp tục trong hình cờ này thì Thái Hữu Quảng tưởng 5 tấn 3 để chém chốt. Khi mà quân lực không đi được, càng ngày càng phạm sai lầm là điều khó tránh khỏi. Tức là những tưởng rằng quân tưởng này chém chốt thì an toàn, khử trừ đi một hậu hỏa. Tại vì chiến xe đường 2 không thể nào bệnh sang để tiêu diệt, chắc chắn quân pháo này toi mạng. Nhưng Tào chỉ cần thay đổi thứ tự một chút là xe 4 dâng lên đuổi vào pháo 7. Nếu như lấy xe 8 bình 7 thì sao? Chỉ cần lấy xe này đoạt tường hoặc là pháo 2 dâng 2, làm sao mà Thái có thể vùng vẫy nổi. Cho nên quyết định ngay tại đây chỉ có thể lấy pháo để trốn chạy, càng xa càng tốt. Dâng lên một mạch vào trận địa của đối phương, nằm án binh bất động, để cho Tào tự do tàn sát. Xe 2 bình 7 đoạt luôn cả tường. Thái lấy pháo tạt ra đường biên, rồi Tào xe 7 bình 3 để ngăn chặn. Nước cờ dùng pháo này trọc chiếu cũng chẳng làm được gì, khi đây là một quân lực duy nhất có thể đe dọa. Kể cả tới đây một đường hy vọng ở trên trục 3, Tào cũng đã ngăn chặn bằng chiến xe của mình. Lấy xe 8 bình 7 hay là mã 5 tấn 7 đều không thể làm. Quyết định của Thái Hữu Quảng, mã 5 tiến thẳng đường 3, tìm cách để xoay trở, chiến xe đường 2 lúc này mới có thể lộ diện. Nhưng Tào xe 4 bình 7 không thể nào để cho đối phương có cơ hội ngơi nghỉ. Pháo đoạt tường vừa chiếu bắt luôn cả mã, Thái xe nguy to. Chỉ còn cách ngựa quay đầu về tất tưởi tháo chạy. Tào ra tay không chút do dự, rời Thái sĩ 4 tấn 5 và Tào cũng bổ sĩ lên để chờ đợi. Thái thấy vậy dùng xe quay đầu về để phòng ngự, ngăn cản đối phương sẽ lấy pháo này tạt ra đường biên rồi rút bắt tùy tiện. Và Tào dùng pháo 2 bệnh 3 chuẩn bị là cắm lên hai nước, đương nhiên rằng quân xe đường 8 phải cảm tử rồi toi mạng. Tới đây Thái dùng pháo 9 tấn 1, tưởng 5 của Tào quay đầu về, rồi tiếp tục là sĩ này đã gánh lên để chống đỡ. Nhưng Tào chỉ cần lấy xe này thủ tiêu không ngần ngại, để cho Thái dùng xe này diệt thẳng vào. Rồi Tào trả lời trong một đòn cờ phế pháo của mình là pháo 3 dâng 2 trường, mất tiếp một xe. Cho nên Thái Hữu Quảng không còn cách nào, đành phải buông cờ mà thua. Tại vì không thể nào tưởng tượng lầu 2, khi mà quân xe này chỉ cần cầm lên 3 nước xét cục. Còn nếu như bổ xe lên tìm cách để bắt lại xe của Tào, Tào chỉ cần bắt xe thứ nhất,
Rồi tiếp tục sau khi Thái bắt xe của mình lại chém gọn gàng luôn cả xe thứ hai. Chỉ còn đúng một pháo, một mã và một bầy chốt thật sự là vô dụng. Làm sao mà cầm cự? Một trận cờ công sát rất bay của Tào. Còn ván cờ tiếp theo, chúng ta sẽ được gặp lại anh trong lần giao tranh với Trương Học Triều, một mãnh tướng tới từ Quảng Đông. Trong cuộc thì Tào đi trước binh 7 tấn 1, Trương đối binh cuộc, Tào đưa mã 8 tấn 7. Và đây là một trận chiến xin được bật mí trước với các bạn, kết thúc vòn vẹn chỉ đúng 20 lượt đi quân của mỗi vị, bởi vì chúng vào một hiểm chiêu quá độc. Trương Ngọc Triều mã 8 tấn 7, Tào dùng xe 9 khởi hoành, còn Trương tường 7 tấn 5. Tào tới đây mã 7 tiên phong ngay, Trương mã 2 tấn 1 thành đơn để mã phi thuần tường. Tào thay đổi rất bất ngờ, pháo 2 chiếm vào trung lộ, cấp công. Một mã khó mà giữ nổi trung binh. Với việc mã này kết hợp, Tào đương nhiên có thể ra tay không ngần ngại. Trương biết vậy, pháo này kê vào để chờ đợi. Nếu như tiêu đổi ngay tại đây, cũng là cơ hội để Trương lấy C1 lộ diện. Mỗi bên đều có những điểm được và mất cả. Nhưng Tào không thể nào để cho suy nghĩ của họ Trương liên lạc. Đã thay đổi một cách đầy bất ngờ, pháo 8 dâng qua 5 nước. Để làm gì Trương có thể xuất xe, nhưng việc thông lên là không thể nào. Tào lấy C9 bình 8 để ngăn chặn. Nước cờ tiến lên để khởi hoành, ai ngờ cuối cùng lại xuất ra trực xe. Giờ nước cờ dùng pháo đóng trả vào trung lộ, những tưởng trung binh chính là nạn nhân, nhưng Tào cũng đã bỏ qua. Trường chẳng biết đâu mà lần cả, tới đây sĩ 6 tiến 5. Rồi Tào mã 2 tốn 3. Trường thấy vậy mã 7 tiến 8 để ngăn chặn. Hẳn nhiên chiến xe còn lại Tào không thể nào xuất trực rộng, nhưng còn cách khác thì C1 đã khởi hoành. Bởi vậy cũng là hợp thời. Khi mà chiến xe đường 8 đã còn can, việc dùng pháo này ít nhất là bắt thảo võ sĩ, mời đổi, thì Trương cũng không thể làm. Tào tới đây cứ để cho đối phương xuất động, rồi từ từ để biến chiêu. Trương lấy C9 hoành sườn, và Tào dùng mã này lao qua. Trương chỉ cần dùng pháo này tấn thẳng, một cách đơn giản nhất để tìm ra tư thế mời đổi. Kiểu gì thì việc phong tỏa ở trên đường 8, Tào cũng không thể nào duy trì, tính toán thông thường là vậy. Nhưng tới đây lại đầy bất ngờ. Tào không phải là dùng pháo này quật qua, hay là dùng mã 7 tiến 9, hay là bất kỳ nào khác, mà dùng mã 7 tiến 6 ngay. Nhân tiện mà bịt lê ao tưởng, nhưng đang còn hiểm ác, bắt thẳng vào xe, giữ vào pháo của mình. Cho nên Trương lấy xe này tấn 1 để chạy, và Tào mới dùng pháo này vọt qua mời đổi. Trương Ngọc Triều lấy xe này bệnh sang chém mã ngay. Tào lại tiếp tục lấy C1 bệnh 2 bắt vào mã của Trương. Tới đây thì nhị vị đi được tổng cộng 13 lượt đi quân. Và trận chiến này sẽ kết thúc đúng sau 5 lần bấm đồng hồ của mỗi vị. Hãy cùng xem lý do là gì. Tới đây Trương Ngọc Triều dùng pháo 4 bệnh 7 để tiêu diệt. Và Tào cũng vậy, lấy xe này bắt vào mã ngay. Và Trương lấy xe 6 bệnh 8 để giam cầm. Tào hẳn nhiên cả xe lẫn pháo đều không đi được. Tới đây là một đòn cờ rất độc địa mà gần như Trương không thể nào kịp trở tay. Chính là việc pháo 5 bệnh 7 để đe dọa, tất nhiên là nhằm chí tử vô tường để khai thác. Nếu như dùng sĩ này quay đầu thì quân tường này mất mạng, và thế công của Tào quá ác liệt, chắc chắn Trương khó cầm cự. Còn lấy xe này mà tấn thẳng lên thì sao? Đương nhiên rằng chỉ cần lấy pháo đoạt tường trước, tường 5 quay đầu, rồi pháo 2 bệnh 5 vừa vỗ chiếu vừa bắt luôn cả xe, đây chắc chắn là một thế bại. Mặc dù xe pháo mã trong một vài hình cờ có thể đánh ngang ngửa cùng với đôi xe, nhưng tới đây thứ nhất là còn nguyên cả hàng chốt, và thứ hai là vỡ tường, và thứ ba là quân lực của Trương Ngọc Triều còn chưa kịp để xuất đầu lộ diện, tức là chiến ngựa ở đường biên, rất khó khăn để có thể tiếp tục mà phòng ngự. Cho nên cũng là lý do đau khổ Trương Ngọc Triều mã 1 thoái về đường 3, nhờ xe này có thể hỗ trợ, nhưng tất nhiên chỉ là tạm thời. Khi Tào lại dùng pháo 2 tấn thẳng, nhân tiện là giam cầm bắt cả xe lẫn ngựa. Thấy vậy họ Trương cũng chỉ còn cách lật đật tìm phương án để giải vây, không thể nào rời xin này về mà dùng cả đôi xe bắt lại. Khi Tào lấy xe 8 bệnh 2, xem như việc đánh đuổi không thành, mà kiểu gì một mã cũng ra đi cả. Tức là tới đây pháo 2 chỉ cần bệnh sang đường 7, diệt mã thành công. Cho nên phương án này trước sau thì Trương cũng phải mất quân. Trong thực chiến, Trương biết vậy, cho nên C4 dâng lên để nhân tiện nhòm lại chốt mà tiếp tục. Và Tào đã ra tay không chút ngần ngại,
chừng có thể C-4, 7-3 bắt quân ngay, tức là tìm cách diệt vào pháo khi mà chiến xe phía bên kia của Tàu không còn căn. Nhưng Tàu lấy C-8, 7-2 giữ chân ngay, bởi vậy Trương không làm được gì, lại rời di về tìm cách đuổi cho được. Tàu chỉ cần lấy pháo 7, 7 sang đổ sườn, Trương dùng xe này đoạt tưởng, và Tàu chỉ cần đúng một tiên cờ, Trương buông quân nhận thua trong tức thời, pháo 4 quay đầu ngay. Đây là một đòn cờ vô cùng độc địa, khi đỡ kiểu gì cũng bị Tàu tiếp theo lấy xe 2 rời về ba trường, quân pháo đường 7 này cũng sẽ bị bắt gọn. Đánh một hồi, về phía của Trương chỉ còn đúng đôi xe chơi chọi, còn về phía của Tàu thì sao, rất hùng hậu, cặp xe, cặp pháo, bởi vậy Trương không còn cách nào, đành phải quy hàng. Không hổ danh là yêu ma họ Tàu, bậc thầy khí tử đại sư, những trận cờ rất hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.